Sau những ca nhiễm mới trong cộng đồng, thì Bộ Y tế đã yêu cầu các cơ sở y tế siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, không để dịch xâm nhập và nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện các bệnh viện cũng đã tăng cường giám sát, phân luồng và kiểm soát dịch chặt chẽ ngay từ cổng vào. Sau phiên họp khẩn của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh với lãnh đạo của 129 bệnh viện trên địa bàn thành phố, hiện các bệnh viện đã sẵn sàng mọi phương án ứng phó tốt nhất với mọi diễn biến của dịch bệnh. Bệnh viện cũng chuẩn bị sẵn tất cả những tinh thần, ví dụ như là mình phải phong tỏa một khu vực nào đó thì mình sẽ như thế nào. Thậm chí là mình phong tỏa cả bệnh viện thì mình cũng phải có tất cả các phương án để mình có thể triển khai trong thời điểm sớm nhất và ngay lập tức. Chúng tôi thiết lập và 2 phòng sàng lọc, 2 phòng cách ly tại gần cổng ra vào, cổng số 1 và cổng số 3. Để nếu có những tình huống nào nghi ngờ hoặc là từ cái vùng dịch về thì chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân vào đây để điều tra dịch tễ. Cho tới thời điểm hiện nay thì bệnh viện vẫn dành riêng khoa nhiễm D cũng như là phòng hồi sức có 6 giường hồi sức cấp trong phòng cách ly áp lực âm để sẵn sàng để tiếp nhận những trường hợp COVID nặng nếu có. Bên cạnh việc siết chặt hoạt động ra vào, giám sát y tế, hiện tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố đều đã kích hoạt toàn bộ hệ thống ngăn chặn dịch xâm nhập. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung nhiều bệnh viện lớn, chuyên khoa tuyến cuối. Mỗi ngày tiếp nhận và điều trị cho hàng chục nghìn lượt bệnh nhân từ khắp các tỉnh thành phía Nam. Không để dịch xâm nhập là yêu cầu tiên quyết của Bộ Y tế đối với các bệnh viện trên địa bàn thành phố hiện nay.